Bác chủ lợn này là ra con này là muộn nhất trong cái khu vực bán lợn quay này. Đấy. Tiếp tục. Con hình như là hôm nay ở đây là hết rồi, chủ này chủ cuối cùng, xong muộn nhất. Đang chuẩn bị xuống một con lợn quay nhá. Đây, hôm nay thì ngày rằm anh em ạ. Nhiều lợn quay lắm, khu vực này nó phải lên đến tầm khoảng 7-8 con, 7-8 chủ ấy. Mỗi chủ thì ít nhất phải tầm 2 con, không thì bán nhiều có thể 3-4 con. Đấy, con to đẹp ấy. Con này quay từ sớm rồi nhỉ. Sớm ấy nhỉ. Nghe thích nhỉ. Cất xe. Ông chủ đi cất xe. Già này. Đấy, cực cực nhỉ. Bạn ơi, hai con nữa này. Hai chú lợn quay. Ưu. Hôm nay thì ăn lợn quay bạt ngàn luôn. Hai con đấy nhở. Đây. Ui dồi ôi. Ăn bạt ngàn luôn. Bà mua gà đấy này. Hôm nay hai con này thôi anh, còn thêm không? Hay là hai con luôn. Đây làm đúng hai con. Chiều lại tiếp tục đúng không anh? Ừ. Chiều lại hai con nữa nhỉ. Sáng tiêu chuẩn là bán hết hai con. Các ông chủ bây giờ ai cũng có con xe con nhỉ? Nhỏ nhỏ chở lợn quay hết rồi. Đấy, bây giờ cho lợn quay xuống đây. To nhỉ, hai con này to thật đấy. Đấy, anh chị tiếp tục cho một con lợn nữa xuống. Nó thật sự các bạn là rất là nặng luôn. Đây. Quá nặng. Hai bàn luôn nhỉ. Anh sở hữu hai bàn à? À. Ừ, ngon nhỉ. Và ươm. Đấy, chặt lợn quay đây nhá anh em nhá. Chặt bỏ cái mông bỏ riêng. Thơm nhỉ, ở gần thơm nhỉ anh nhỉ. Thơm ấy. Mùi. Là bông mật thơm thương thức. Nhìn mới sướng. Không qua anh không ra quay à? Qua em phải đi làm. Qua người trên này người ta mới ăn nhiều. Đó. Trên này là ăn 14 mà. 9 mít. 9 mít.
mít tranh nhau mua ở nhỉ? Tầm này đã bán được con đấy nhỉ? Vâng. Tầm tay 2-3 con đấy. Ờ. Nhìn ngon này. Trên kia là có người người ta mua rồi. Con này với vĩ đại. To nhỉ. Chú này to thật đấy. Bật vã luôn. Kinh khủng. Bật vã luôn. Thơm phùng phức luôn. Tân Liên. Bản Nga nhỉ, thương hiệu. Nhờ. Con này đến tầm 60 cân không anh? 60 cân nhỉ? Thế nặng ấy. Ui, rất là nặng luôn. Ui xôi, nóng hổi. Dạ. Chào buổi sáng. Nóng ngồi vừa thổi luôn. Ui giời ơi. Thơm ở gần thơm. Nhìn con lợn quay này to nhỉ. Con này nhìn đẹp đấy. Đây, nước vẫn còn chảy ra này, nhìn ngon chưa?
bây giờ chị sẽ khoảng chặt con lợn này. Bây giờ chị thay anh chặt à? Đây, nhìn con này đẹp thật. À thì tí nữa muốn anh chị đảm nhận một bàn à? À, à thằng nào phải chặt hết. Lợn đấy, gì đây? Lợn quay đây chị ơi. Quay nào, lợn quay nào. Lợn quay nào. Đóng hổ vừa thổi vừa ra lò. Ui giời. Lấy gì đấy? Cho 100 nghìn chị. Quay đi bác ơi. Ui giời, bắn hết vào mặt rồi. Nóng hổi nhỉ. Chờ tí nhá. Vâng. Đang còn nóng giòn luôn. Chuyên để chặt lợn quay. Chắc làm không ngủ thì hơi khó để bán hàng nhỉ. Ui ủa, thế á? Ây à, thế. Không ngủ là mệt lắm. Mới ra lò, mới ra lò. Nóng hổi luôn. Ơi, lại một ông chủ lợn quay tiếp theo ra. Lại một xe nữa anh nhỉ. Hôm nay mấy con anh? Chương trình bắt đầu. Chương trình không chưa biết được à? Hôm nay là chưa biết được. Thay đổi theo lượng khách phải không? Alo là. Cứ alo là có nhỉ. Các ông chủ, ông chủ nào cũng có một con xe nhỏ ấy đấy nhỉ. Chở tàn rồi đấy. Ấy à. Thấy cái chân nó. Thấy cái chân. Đấy, hai con lợn quay nhá. Lại một xe nữa đây. Rất con còi này. Ôi trời ơi. Bây giờ già rồi, mệt rồi, yếu rồi. Yếu rồi, yếu rồi. Ăn nhiều quá ấy. Hai bàn luôn. Cứ ăn lên quay thằng này vào là xe chỉ luôn kim đều. Xe chỉ luôn kim luôn. Đúng nhỉ. Chú ơi, chú mày con tua con lôi lại quay bảo là cứ bảo quay mạng lên thôi ra đâu. Hai con. Đi. Cái này đỡ phải quay đầu rồi. Cái này tái chiều à?
Đây là những cái vị khách đầu tiên mua lợn quay nhé, vừa mới chặt xong. Đây là mông. Tôi lấy 100.000 thôi. À, nếu mà lấy thêm nữa thì em cho bì vào. Mình cứ làm cho nhau làm sếp để làm gì? Cứ phải toàn phải làm to phải không? Thế anh em ạ, ôi mang chỉ đi nhà sếp chặt miếng thịt mỏ. Còn dính nữa chứ. Ba chỉ sườn rồi. Đấy tiếp anh nha. Đây sườn hết rồi. Đấy, anh đẹp trai đằng sau này là được. Ngon lại còn xinh nữa đi. 500.